khi chúng ta làm một việc thì bao giờ cái đầu tiên duyên khởi chính là tín lực. Việc thứ hai của duyên khởi chính là tấn lực. Việc thứ ba của duyên khởi đó chính là niệm lực. Việc thứ tư đó là định lực. Và thứ năm là tuệ lực. Quang Trí có đặt câu hỏi. Dạ em chào thầy và mọi người ạ. Thầy cho em hỏi, như lý tác ý trong đạo Phật, hiểu và hành như thế nào để không bấn loạn trong tâm ạ? Em cảm ơn ạ. Chúc thầy và mọi người buổi tối vui vẻ, quan hệ thành công ạ. Rồi cảm ơn anh Quang Trí. Thì thưa anh Quang Trí, trong đạo Phật có 137 phẩm trợ đạo. Thì trong 37 phẩm trợ đạo có 5 phẩm. 5 phẩm đó là pháp tu ngũ lực. Ngũ lực. Ngũ lực thì cái đầu tiên là tín lực. Tức là bạn muốn làm thành công một việc gì thì việc đầu tiên trong đầu bạn phải có tín lực. Tức là bạn tin là bạn làm được. Nó là điểm gì ạ? Duyên khởi. Nhưng nếu bạn không tin bạn làm được thì chắc chắn không bao giờ bạn hành động. Cho nên đầu tiên bạn phải tin bạn làm được, gọi là tín lực. Sau đến tín lực thì bắt đầu bạn mới hành động, gọi là tấn lực. Sau cái tấn lực thì rất là nỗ lực hành động rồi. Nhưng kiểu gì khi mà làm một việc mới nó cũng gặp khó khăn trùng trùng, điệp điệp. Nhưng mỗi một người đều phải nhớ lúc bắt đầu để duy trì lúc khó khăn. Cho nên cái đấy gọi là niệm lực. Hãy nhớ về tại sao ta phải làm việc này ngay từ đầu. Cho nên cái niệm lực ấy nó giúp cho mình vượt qua khó khăn. Sau cái thứ ba niệm lực đến cái thứ tư bắt đầu có thành quả. Thì nó đến cái thứ tư nó gọi là định lực. Bấy giờ mới tin là à, ta làm được việc này. Và khi bắt đầu làm việc đó lâu và định trên cái việc đó rồi, gắn bó với việc đó rồi, thì tự nhiên sáng tạo sẽ xuất hiện. Và người ta gọi là tuệ lực. Vậy thì tóm lại, khi chúng ta làm một việc thì bao giờ cái đầu tiên duyên khởi chính là tín lực. Việc thứ hai của duyên khởi chính là tấn lực. Việc thứ ba của duyên khởi đó chính là niệm lực. Việc thứ tư đó là định lực. Và thứ năm là tuệ lực. Vậy làm thế nào để chúng ta có điểm đầu tiên là niềm tin, là duyên khởi? Thì sau này nhân gian mới chia ra nhiều pháp. Pháp đầu tiên là muốn nhớ, là để cho mọi người bắt đầu được, thì bắt đầu người ta mới sinh ra ông thầy bói, thầy cúng đấy. Thấy không? Mà ngày xưa chúng ta đi xem bói không có ai nói tiêu cực hết. Mà ông nào cũng nói là năm nay chú đều làm được, nhưng chú cẩn thận cái nọ cái kia một tí thôi. Hoặc thậm chí là cái người mà đi xem bói mê tín là năm nay mình sao thái bạch và nghĩ là không làm được. Nhưng nếu thầy bói mà bảo là đưa đây cho tôi 100 triệu để tôi làm cho cái lễ giải hạn mà năm nay làm vẫn được, thì bản chất mình đang bỏ 100 triệu mình mua một cái tín lực mà, để làm mà. Vậy thì về mặt bản chất chúng ta muốn làm gì làm, nhưng nếu nó ra được tín lực để mình làm thì nó cũng là một cái việc tốt mà. Ví dụ như là năm nay phải đốt con ngựa thì mình mới tin là nó đỏ thì cũng tốt, nó cũng tạo ra tín lực mà. Nhưng mà tất nhiên là anh nào mà mê tín thì nó tạo ra tín lực, còn như tôi thì nó không tạo ra tín lực. Và như tôi dựa trên một cái yếu tố tôi phân tích trí tuệ mà nó ok thì tín lực nó tự đến. Nhưng có những người phải vay mượn tín lực. Vay mượn tín lực tức là phải gì ạ? Phải dùng tha lực. Tức là người khác nó động viên là mày làm được đấy, nó mới làm mà. Nhưng có những người đủ sức mạnh, nó là con đại bàng, nó phân tích một hồi nó hiểu ngay là cái này nó làm được và cái này nó không làm được. Nhưng mà rất nhiều bọn yếu sinh lý ấy là phải dùng cái tha lực bên ngoài, nó hùa vào, nó phải khen là mày làm được đấy. Cho nên trong đa cấp nó phải dùng tín lực là gì ạ? Trong đa cấp nó phải dùng tín lực là gì? Ngày xưa tao còn ngu hơn mày mà tao còn làm được, huống hồ là mày.
Đấy, mày nhìn anh bây giờ rất là thành công mà mặc dù ngày xưa anh ngu hơn mày. À, vậy là giúp cho chúng nó có tín lực. Thầy bói là anh em mình năm nay sao Thái Bạch, không tin là làm được. Thì thầy bói bảo đưa cho tao 50 triệu, 10 triệu, 30 triệu, tao làm cho cái lễ giải hạn. Thế là mình có tín lực mình lại làm. Bởi vì vốn dĩ trong cuộc đời này không làm thì không có ăn. Thôi thì bỏ chút tiền ra mua tín lực để mà làm thì có khi vẫn còn có ăn. Còn không làm gì là đúng Thái Bạch thật, là không có ăn. Đấy. Thế thì tương tự như vậy, thì cái pháp tu ngũ lực này thì người ta biến thành cái gì ạ? Một cái ông thần tài để người ta kê ở tất cả cái chỗ buôn bán, ngay cái chỗ cửa vào ấy, để giúp nhắc nhở chúng ta là gì? Có làm thì mới có ăn. Nếu lao động lỗ lực tinh tấn, ắt thần tài gõ cửa. Thế sau đó người nó khôn quá, nó không nỗ lực tinh tấn nữa mà nó đi thắp hương. Lâu dần nó quên mất là cái việc nỗ lực tinh tấn, có làm thì mới có ăn, mà đi thắp hương cho ông thần tài. Vậy ông thần tài nó chỉ là biểu tượng để mình nhớ cái pháp tu ngũ lực thôi. Vậy thì cũng tương tự như vậy, với những người yếu về mặt ý chí thì Đức Phật đưa ra cái pháp như lý tác ý. Ví dụ mình chuyên uống rượu thì có thể đơn giản mình như một câu thần chú thôi. Muốn bỏ rượu không được chơi với người uống rượu. Muốn bỏ rượu không được chơi với người uống rượu. Muốn bỏ rượu không được chơi với người uống rượu. Và cái câu đấy nó như là gì ạ? Nó nằm lòng ở trong đầu. Thì mỗi một lần mình chơi với thằng Định, chơi với thằng uống rượu, thì câu đấy nó lại xuất hiện. Muốn bỏ rượu không được chơi với thằng uống rượu. Tất nhiên đây chỉ là một pháp hỗ trợ thôi. Còn tất nhiên là cái mồm nó thèm quá thì cái tiếng nói ở trong não nó là muốn bỏ rượu không được chơi với thằng uống rượu. Nhưng mà vì chơi thằng uống rượu nên nó vui, cho nên mình tiếp tục uống rượu. Thì thực ra là cái pháp tu này nó chỉ là một pháp gì ạ? Hỗ trợ thôi, chứ nó không phải làm chính mình. Nó là tha lực, hỗ trợ. Cho nên như lý tác ý chính là việc gì ạ? Tác động một niềm tin trong mình để tạo ra duyên khởi. Vậy thì như lý tác ý có nhiều cách. Đi xem một ngày tốt và mình tin là hôm nay là ngày tốt, đấy cũng là một loại như lý tác ý. Mình năm nay là sao Thái Dương làm ăn tốt, nó cũng là một loại như lý tác ý. Năm nay mình sao Thái Bạch và đã cúng rồi, cho nên hết hạn rồi, làm thôi, cũng là một loại như lý tác ý. Năm nay mình xây cái nhà mà trước khi mình đổ móng mình đã xem giờ xem ngày rồi, cho nên xây cái nhà này chắc chắn là an toàn và thành công, có lộc lá, nên cũng là một loại như lý tác ý mà thôi. Vậy như lý tác ý chính là gieo một niềm tin duyên khởi vào đầu một người khác hay đầu mình để giúp cho họ có niềm tin để họ bắt đầu. Cho nên tôi vẫn nói với mọi người, không có pháp tốt, chẳng có pháp xấu. Điều quan trọng nhất, động cơ của pháp ấy là gì? Nếu một bà xem bói mà thấy thằng kia nó rụt rè, nó không dám làm, không, mà bà xem bói mà năm nay chú làm hoàn toàn được, nhưng chú phải tính toán cho kỹ dựa trên trí tuệ, chứ còn hạn của chú không có đâu. Tôi đã giải rồi mà tôi chỉ lấy có 1 triệu thôi để bán niềm tin cho chú, thì như vậy lại tốt. Nhưng mà nếu mà tận dụng cái sự ngu si của người ta mà đưa đây cho tôi 500 triệu để tôi giải hạn, thì như vậy pháp đấy là pháp tốt nhưng giá đắt quá. Như vậy không có tốt, không có xấu, chỉ có điều là mình dùng cái đó để động cơ của mình là gì mà thôi. Động cơ xem bói xem toán để ăn tiền của thiên hạ, hay động cơ xem bói xem toán để giúp thiên hạ có thêm nghị lực, thêm niềm tin để bắt đầu một hành trình duyên khởi, thì cái đấy nó lại là tốt. Cho nên là không có pháp nào các cụ ngày xưa sinh ra là xấu, chỉ có điều sau này chúng ta dùng để lợi dụng lẫn nhau nên nó xấu mà thôi. Và đó là như lý tác ý. Và Trúc Quang Trí không cần phải dùng như lý tác ý mà dùng luôn trí tuệ để soi xét, để tạo ra chính cái nội lực của bản thân mình, thì mình đỡ phải dùng tha lực như lý tác ý. Rồi, cảm ơn Quang Trí. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.